Ung thư là một căn bệnh kỳ bí và đáng sợ. Trong quá trình nghiên cứu để tiêu diệt nó một cách hiệu quả hơn, chúng ta đã phát hiện ra một nghịch lý sinh học vẫn chưa có lời giải đáp hoàn chỉnh. Đáng chú ý, động vật lớn dường như có miễn nhiễm với ung thư. Điều này vô cùng kỳ lạ bởi thường nghịch lý là động vật càng lớn thì càng dễ bị ung thư hơn. Để hiểu được tại sao, trước hết chúng ta cần xem xét bản chất của bệnh ung thư. Tế bào trong cơ thể chúng ta là những robot protein được tạo ra từ hàng trăm triệu bộ phận khác nhau, được điều khiển bằng các phản ứng hóa học. Chúng có thể tạo ra, phá hủy các cấu trúc, duy trì sự trao đổi chất để tạo năng lượng hoặc tạo ra các bản sao gần y như đúc của chính bản thân chúng. Quá trình này vô cùng phức tạp và chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng tuy nhiên, chúng vẫn hoạt động một cách hoàn hảo, cho đến khi chúng không còn như thế. Với hàng tỷ tỷ phản ứng xảy ra trong hàng ngàn mạng lưới trong nhiều năm, không phải là vấn đề nếu chúng xảy ra lỗi mà là khi nào chúng sẽ có lỗi. Những lỗi nhỏ càng tích tụ, càng lớn dần cho đến khi cỗ máy lớn bị hỏng hóc. Để ngăn chặn điều này, các tế bào của chúng ta có những cơ chế tự hủy, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo. Nếu chúng sai sót, tế bào có thể biến thành tế bào ung thư. Hầu hết các tế bào ung thư bị tiêu diệt bởi hệ miễn dịch một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, với khoảng thời gian đủ dài, một tế bào sẽ tích lũy đủ lỗi và có khả năng ẩn nấp mình, bắt đầu tạo nhiều bản sao của chính mình. Mọi loài động vật đều phải đối phó với vấn đề này, nhưng có một nghịch lý đã được phát hiện, động vật lớn dường như ít bị ung thư hơn. Nghịch lý này được gọi là nghịch lý Peto. Có hai giải thích chính cho hiện tượng này, tiến hóa và siêu khối u. Giải thích đầu tiên là tiến hóa. Khi các sinh vật đa bào phát triển cách đây 600 triệu năm, động vật ngày càng to lớn hơn, có nghĩa chúng ngày càng có nhiều tế bào hơn và do đó ngày càng có nhiều khả năng có tế bào bị hỏng. Vì vậy, các loài đã phải đầu tư vào tiến trình phòng chống ung thư. Loài nào không làm được thì tuyệt chủng. Động vật lớn có số lượng gen đứt chế khối u khá nhiều, điều này giúp chúng chống chọi tốt hơn với ung thư. Giải thích thứ hai là siêu khối u. Đây là một khối u của khối u. Ung thư có thể được coi là sự sụp đổ của quá trình cộng tác của tế bào. Các tế bào ung thư thường ích kỷ và chỉ hoạt động vì lợi ích trước mắt của riêng chúng. Khi chúng thành công, chúng tạo thành khối u, một tập hợp mô ung thư khổng lồ khó để tiêu diệt. Tuy nhiên, việc tạo thành khối u khá khó khăn, yêu cầu lượng chất dinh dưỡng lớn. Vì vậy, các khối u lừa cơ thể tạo các mạch máu mới dẫn trực tiếp đến khối u để nuôi thứ gây hại cho chúng. Điều này dẫn đến việc các tế bào ung thư cạnh tranh với nhau và cuối cùng có thể dẫn đến việc tạo ra một siêu khối u. Tóm lại, việc hiểu được cơ chế chống lại ung thư ở động vật lớn có thể mở ra những phương pháp mới để điều trị ung thư. Mặc dù vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta có những hiểu biết mới về bệnh ung thư và có thể phát triển những phương pháp điều trị hiệu quả hơn.